Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Dự báo. Dự báo. Dự báo. Thời tiết. Thời tiết. Thời tiết. Thế nào. Thế nào. Thế nào. Hơn. 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 Phải. 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 Xem. 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 Độ này. Độ này. Độ này. Nghe nói. Nghe nói. Nghe nói. Khi thì đúng 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 cẩn thận nắng 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 thế thì mở 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 nhấp 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 thất thường thất thường thất thường thế à thế à thế à thế à thế à thế Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Có. 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 Hôm nay trời thế nào?
Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Và hôm nay nóng hơn hôm qua. Và hôm nay nóng hơn hôm qua. Và hôm nay nóng hơn hôm qua. Cậu định đi đâu à? Cậu định đi đâu à? Cậu định đi đâu à? Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Thế thì phải mở internet xem lại cẩn thận. Thế thì phải mở internet xem lại cẩn thận. Thế thì phải mở internet xem lại cẩn thận. Độ này, thời tiết thất thường lắm. Độ này, thời tiết thất thường lắm. Độ này, thời tiết thất thường lắm. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Dũng ơi, lúc nãy cậu có nghe dự báo thời tiết không? Có. 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 Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời nắng. Và hôm nay nóng hơn hôm qua. Cậu định đi đâu à? Hôm nay trời nắng. Và hôm nay nóng hơn hôm qua. Cậu định đi đâu à? Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Ừ, tớ định ngày mai đi Sapa một tuần. Thế thì phải mở internet xem lại cẩn thận. Độ này,
thời tiết thất thường lắm. Thế thì phải mở internet xem lại cẩn thận. Độ này, thời tiết thất thường lắm. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Ừ, nghe nói tuần này nóng nhất tháng này đấy. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Thế à, khi trời nóng thì đi Sapa là đúng lắm rồi. Giải thích ngữ pháp. Giải thích ngữ pháp. Hôm nay trời thế nào? 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 Trời hôm nay thế nào? Hôm nay trời thế nào? Trời hôm nay thế nào? Hôm nay trời thế nào? Trời hôm nay thế nào? Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Hai, cách so sánh. Hai, cách so sánh. Anh Nam cao hơn chị Hà. Anh Nam cao hơn chị Hà. Anh Nam cao hơn chị Hà. Victor thông minh hơn tôi. Victor thông minh hơn tôi. Victor thông minh hơn tôi. Ở đây, cô ấy thông minh nhất. Ở đây, cô ấy thông minh nhất. Ở đây, cô ấy thông minh nhất. Tôi cao bằng bạn tôi. Tôi cao bằng bạn tôi. Tôi cao bằng bạn tôi. Anh ấy sắc như dao. Anh ấy sắc như dao. Anh ấy sắc như dao. Cô ấy đẹp như hoa. Cô ấy đẹp như hoa. Cô ấy đẹp như hoa. Khi anh ấy đến thì chị ấy đang viết thư. Khi anh ấy đến thì chị ấy đang viết thư.
Khi anh ấy đến, thì chị ấy đang viết thư. Khi còn nhỏ, tôi rất chăm. Khi còn nhỏ, tôi rất chăm. Khi còn nhỏ, tôi rất chăm. Nhiệt đới. Nhiệt đới. Nhiệt đới. Nhiệt độ. Nhiệt độ. Nhiệt độ. Hàng năm. Hàng năm. Hàng năm. Độ ẩm. Độ ẩm. Độ ẩm. Đất đai. Đất đai. Đất đai. Cây lúa. Cây lúa. Cây lúa. Phát triển. Phát triển. Phát triển. Lượng. Mưa. Lượng. Mưa. Lượng. Mưa. Được trồng. Được trồng. Được trồng. Đồng bằng. Đồng bằng. Đồng bằng. Châu thổ. Châu thổ. Châu thổ. So với. So với. So với. Khí hậu. Khí hậu. Khí hậu. Gió mùa. Gió mùa. Gió mùa. Trung bình. Trung bình. Trung bình. Lương thật. Lương thật. Lương thật. Không khí. Không khí. Không khí. Phì nhiêu. Phì nhiêu. Phì nhiêu. Điều kiện. Điều kiện. Điều kiện. Trở thành.
trở thành, trở thành chủ yếu, chủ yếu, chủ yếu vùng, vùng, vùng. Ngoài ra, ngoài ra, ngoài ra, diện tích, diện tích, diện tích, Việt Nam là một nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22 độ C đến 27 độ C. Hàng năm có khoảng 100 ngày mưa, với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000mm, độ ẩm không khí khoảng 80%, đất đai phì nhiêu. Và khí hậu như vậy nên cây lúa có điều kiện phát triển. Lúa trở thành cây lương thực chính của Việt Nam. Lúa được trồng chủ yếu ở đồng bằng. Việt Nam là một nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22 độ C đến 27 độ C. Hàng năm có khoảng 100 ngày mưa, với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000mm, độ ẩm không khí khoảng 80%, đất đai phì nhiêu. Và khí hậu như vậy nên cây lúa có điều kiện phát triển. Lúa trở thành cây lương thực chính của Việt Nam. Lúa được trồng chủ yếu ở đồng bằng. Việt Nam có hai vùng đồng bằng lớn, đồng bằng Bắc Bộ ở châu thổ sông Hồng và đồng bằng Nam Bộ ở châu thổ sông Cửu Long. Ngoài ra, còn có một số vùng đồng bằng nhỏ khác như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên. So với đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ nhỏ hơn, diện tích đồng bằng Bắc Bộ khoảng 15.000 km², đồng bằng Nam Bộ rộng nhất với diện tích lên tới 40.000 km². Việt Nam có hai vùng đồng bằng lớn, đồng bằng Bắc Bộ ở châu thổ sông Hồng và đồng bằng Nam Bộ ở châu thổ sông Cửu Long. Ngoài ra, còn có một số vùng đồng bằng nhỏ khác như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên. So với đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ nhỏ hơn, diện tích đồng bằng Bắc Bộ khoảng 15.000 km², đồng bằng Nam Bộ rộng nhất với diện tích lên tới 40.000 km².